Chiều ngày 10 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sông Công đã tổ chức trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho ba hộ gia đình Nguyễn Thị Thịnh, tổ dân phố Phú Thái, Nguyễn Thị Phương, tổ dân phố Nha Làng ở phường Lương Sơn và hộ Đỗ Thị Tơ ở xóm Đông Hưng, xã Bình Sơn. Cả ba gia đình trên đều là hộ nghèo, nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điều kiện an toàn để sinh hoạt. Được sự hỗ trợ từ nguồn quỹ vì người nghèo của thành phố, mỗi nhà được hỗ trợ từ 30 đến 50 triệu đồng, có diện tích 80 đến 90 mét vuông. Hôm nay gia đình được nhận là đại đoàn kết thì chúng tôi là rất là phấn khởi. Sang năm tôi sẽ cố gắng thoát hộ nghèo. Thì đây cũng là một cái tình cảm cũng như là cái trách nhiệm của công ty dành cái một chút cái phần lợi nhuận để dành cho người nghèo cũng như là gia đình gặp khó khăn trong dịp Tết này hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết là hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm chăm lo của cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố sông công đối với các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đặc biệt các ngôi nhà được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào dịp tết nguyên đán sẽ giúp các gia đình có chỗ ở ổn định thêm động lực vươn lên trong cuộc sống đón tết an vui được biết năm 2021, phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, thành phố Sông Công đã huy động được nhiều nguồn lực khác nhau để hỗ trợ xây dựng 20 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng.